Thưa quý vị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 2408 ngày 27 tháng 12 năm 2021 về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, mức quà là 600.000 đồng tặng cho người có công cách mạng, bao gồm người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng và thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng nhận được mức quà là 600.000 đồng. Mức quà 300.000 đồng tặng người có công với cách mạng, đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ. Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân cũng được nhận mức quà tặng là 300.000 đồng.